đếm quá, tôi mơ bay cao. Quá xa cao, trời ơi, bay cao, cao quá trời cao. Làm cái gì vậy? Tại bay cao quá té đứt dây chứ sao? Nhìn không ra. Ê, bác hờ. Tương ơ, trời ơi, dạ. Gì? Nhìn tôi sao nói Tương ơ? Tương ơ chỗ nào? Ủa chứ bây giờ trong giấy khai sinh ghi ông là Tương ơ thì kêu Tương ơ, chứ để tôi kêu là Tư không ngơ. Trời ơi bạn ơi, ngày xưa dưới quê nó khác. À. Ở dưới quê mới lên, tôi ở dưới quê mới lên nó khác thấy không? À. Còn bây giờ lên xì phố rồi, nhìn à. Tướng đi. À. Còn cái gì lo ngơ nữa không? À, đúng rồi, nãy giờ nói mới để ý. Tướng dạo này nhìn sang bốc lửa quá ha. Còn gì nữa? Nhìn ơi. Sang quá trời. Số 1, nó mua quá à, nghe. Còn... Gì? Ông vô đây. Thì lên Sài Gòn. Ê, nè, đừng nói tôi bắt chước tôi nha. Bắt chước gì? Bỏ đồng lên phố nha. Ờ thì nè. Thôi khỏi nói nữa, tôi nhìn là tôi biết rồi. Trời ơi, nhìn tướng tôi chán quá. À, thay đổi cách ăn mặc lại đi. Nhìn là biết lên đây là kiếm việc đúng không? Không. Mặc cái đồ này chỉ có mấy công việc làng phàng thôi. Chứ không thể nào mà làm công việc cao như tôi được đâu. Nghe, không thể nào cao như tôi được đâu. Trời ơi. Ủa làm gì cao dữ à? Nè, nhìn đi, sang trọng quý phái không? Sang. À, đây tôi nói thẳng nè, đây, đứng như đây. Bạn đứng đây, bạn đứng tấn lại. Đứng đấy. Tấn lại. Tấn chứ không có là mình nói ra cái công việc của mình là bạn té xỉu liền đó. Ai chà, công việc cao dữ ha. Nghĩ kỹ nè. Ừ. Nè, tôi Tư. Tư ngơ. Bỏ chữ ngơ đi. Ờ, Tư. Tư trưởng phòng của một cái phòng của một công ty lớn. Cái gì vậy? Mai tôi nói tôi còn xém té đó, nói cho ông nghe. Trời ơi. Hết hồn chưa nè. Dưới tay của tôi nè. À không, dưới chân của tôi nè. Là cả gần mười mấy nhân viên nha. Trời ơi, sợ chưa? Trời ơi, vậy là ông làm chức cao dữ vậy hả? Sao cao? Wow, trời, Tư ơi, Tư hay quá, Tư ơi. Ừ. Mà Tư làm cái gì mà cao quá vậy? Trời ơi, nói chung là cái biết là tôi làm cao được rồi ha. À, nhìn tướng ra cái gì sang trọng quý phái rồi. Thì đây, tới đây. Bạn tôi tới đây. Cái gì Tư ơi? Cú xuống. Quay! Cái gì vậy? Tôi thương ông. Trời ơi. Thể hiện tình thương thôi. Cho chị ông làm ông quý lắm. Thời buổi này bây giờ còn cái đầu như cái đầu tabu đây nè. Thấy gốm không? Ai nói ông đầu tabu? Chứ còn gì? Cái đầu này là hình cái nấm. Thôi, đầu nấm hay tabu cũng vậy ông nội. Nhìn ông lúa quá. Chắc là ông chỉ có xin được thôi nè. Nè, nghe tôi đi. Cái gì? Cuộc sống là như vậy đó. Cuộc sống? Nó rất là phũ phàng. À. Mình phải cần cố gắng. Cố gắng sẽ gặp nhiều may mắn. À. Hiểu không? Vậy nha, thôi tôi sẽ được lên vậy thôi. Đó, ừ. Tôi hiểu rồi. Ừ, đó. Ông bây giờ không phải là Tư ngơ ngày nào. Chứ sao? Mà ông là Tư khùng. Ê, bậy nha. Tôi có làm gì không? Ông làm gì ông giáo dục được không? Ông tưởng làm cao lắm hả? Chứ sao? Dưới chân ông có mười mấy thằng nhân viên là ông cao lắm hả? Ông chứ cao sao? Bằng cái chức của tôi không? Đừng có nổ nha. Ai nổ? Tôi nói thiệt. Cao gì? Ông làm chức gì mà cao? Xin lỗi ông. Tôi làm bảo vệ tầng thứ ba. Bày đặt vô đây nổ với tôi trưởng phòng bảo vệ. Rồi bây giờ mày đặt để ba cái lông măng để làm cái gì đây? Làm thấy ghét vậy hả? Làm ông không còn là cái ông ngày xưa nữa. Ông thay đổi quá trời rồi. Không, gặp đây, đâu phải tôi tình cờ tôi gặp ông. Tôi biết ông ở đây, tôi lên tôi thăm. Đó, đây nè, sẵn đây nè. Tôi biết ông khó khăn. Tôi mua cho ông cái lắc bằng bạch kim. Đó, tôi mua cho ông cái đồng hồ để tôi tặng cho ông. Vậy á, mày đặt xạo xạo với tôi. Ông đúng là cái thứ khoe mẻ. Gọi đâu đó? Nhụt. Trời ơi, đúng là cái đồ sĩ gì thiên hà. Tương ơi, Tương ơi, Tương ơi.